Thế như đây là một trong góc của showroom trưng bày nha, rất nhiều đàn piano cơ. Rất nhiều đàn piano cơ đấy, rất nhiều. Đây là thường thường hiện tại ở đây thì đang có các mẫu của Yamaha, Kawai, hai dòng đàn thương hiệu. Đây Kawai này. Đấy, các dòng đàn này thương hiệu này. Còn trên cái tầng kia thì trưng bày về các piano điện. Thì đây là hình ảnh các piano cơ trước và một số cây guitar. Đấy, một số cây guitar. Còn nhiều các thứ là để trên kho hết rồi. Đấy. Trong cái piano cơ đây là piano U3 này, nó U3 này, cái series này. Chà, bên trong này, phím này, phím như mới thôi. Vẫn còn giấy tờ các thứ của Yamaha trong đây này. Âm thanh rất thật, rất là hay. Chà, các bạn nào mà muốn tham quan, muốn thử đàn hoặc muốn chọn đàn hay là muốn gì đó liên quan đến đàn thì có thể đến đây nhé. Như này em mình đến đây chụp ảnh check in rồi chơi đàn rồi là, nhập đàn hay cái gì đó liên quan đến piano thì đến đây nhé.